bản tin Việt Nam cho hay, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh những hợp đồng trị giá hàng tỷ Mỹ Kim trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Trump đã tiếp Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc khoảng 3 giờ chiều thứ Tư, 31 tháng 5, 2017. Thưa quý vị, trong buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Trump ca ngợi các hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ Mỹ Kim được ký kết. Tổng thống cho báo giới tại Tòa Bạch Ốc biết rằng Việt Nam đã ký đơn đặt hàng lớn với Hoa Kỳ trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi đánh giá cao việc làm đó vì có nghĩa là Hoa Kỳ có thêm việc làm, còn Việt Nam sẽ nhận được những máy móc tốt từ các công ty Mỹ. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng là nhà lãnh đạo khối ASEAN đầu tiên đến Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Trong lời đáp từ thì ông Phúc nhận định, quan hệ giữa hai bên đã trải qua những biến động lịch sử, nhưng giờ đây hai quốc gia đã trở thành đối tác toàn diện. Công ty General Electric cho hay họ ký hợp đồng với Việt Nam với giá trị khoảng gần 6 tỷ Mỹ Kim cho các máy phát điện và động cơ máy bay cùng với dịch vụ bảo trì. Đây là hợp đồng lớn nhất mà GE có với Việt Nam từ trước cho đến nay. Những hợp đồng này liên quan đến dự án phát triển điện gió tại Sóc Trăng và ký với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho dự án ở mỏ cá Voi Xanh. Ngoài ra thì CFM International liên danh giữa General Electric và Safran là công ty sản xuất vũ khí cho Bộ Quốc phòng của Pháp cũng đã ký hợp đồng cung cấp 215 động cơ máy bay kèm theo dịch vụ kỹ thuật bảo trì cho hãng hàng không Vietjet Air trị giá 3,6 tỷ Mỹ Kim, thực hiện trong vòng 12 năm. Thưa quý vị, sau buổi gặp gỡ với Tổng thống Trump thì ông Phúc đã đến Heritage Foundation là một tổ chức bảo thủ ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Tại đây, ông Phúc cho biết là trong chuyến đi 3 ngày của ông, Việt Nam đã ký các thỏa thuận mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trị giá 15 tỷ Mỹ Kim. Ông Phúc còn ví von rằng hai nền kinh tế có tính bổ sung lẫn nhau hơn là cạnh tranh và cho biết xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam đã có sự gia tăng nhanh chóng. Đồng thời, ông Phúc bày tỏ ý hoan nghênh kế hoạch của ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Việt Nam. Ông Phúc còn nói, sự việc này là dấu hiệu cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và gọi đây là một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực tại khu vực. Thưa quý vị, trong lúc Tổng thống Trump và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam gặp gỡ bên ngoài Tòa Bạch Ốc, thì hàng trăm người Việt tị nạn đã biểu tình phản đối. Cũng trong thời điểm này, tại Việt Nam, Công an đã tổ chức côn đồ giải dạng thường dân khủng bố Linh Mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân Sông Ngọc một cách vô nhân đạo.